rồi mấy anh trai nè đó, băng băng xe giùm giùm Hồng An nè đó. Em đó đó đó, của em đó chủ cái gì nữa đó. Xe của mình về là 257 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Mỹ nha, thành phố Châu Đốc. Quay phim rồi mày ơi. Quay phim mà. Quay phim hả? Đúng không? Ồ, hồ sơ mình rải riêng nha em trai, về mình nhận nhận riêng ra. Hồ sơ kèm luôn xe mà rải riêng đó. Chuyến này rời mấy chút? 2206. Anh em rồi, thằng Phạm ơi. Rồi ok, anh em băng kỹ. Kiểm tra trước khi giao. Rồi. Đưa em lên kênh luôn á. Rồi xong rồi. Rồi, ok. Về ngay Châu Đốc nha anh em.